Triệu Lộ Tư thua thảm khi đụng hàng với bạn thân Ngô Thư Hân, tiếp tục lép vế trước sau nữ kém tiếng. Sau lần lộ diện thất bại tại Milan Fashion Week, outfit của Triệu Lộ Tư tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận của dân mạng. Cũng diện một chiếc váy, nhưng tiểu hoa 95 lại bị chê kém sắc so với một sao nữ khác. Theo đó, concert tốt nghiệp của nhóm nhạc Hạn Định The Night vừa diễn ra cuối tuần qua sau 2 năm dài chờ đợi, 9 cô gái xinh đẹp đã mang tới cho người hâm mộ những màn trình diễn vô cùng mãn nhãn với visual và giọng hát, vũ đạo đẹp lung linh. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu thành viên nhóm nhạc nữ The Night Khổng Tuyết Nhi không diện một chiếc váy có kiểu tương đồng với bộ cánh mà Triệu Lộ Tư đã khoác lên người tại đêm hội Douyin diễn ra trước đó chưa lâu. Tuy nhiên, nhan sắc lẫn vóc dáng và cách phối đồ của nữ idol sinh năm 1996 lại được dân tình đánh giá cao hơn nhiều so với Triệu Lộ Tư. Dường như, mỹ nhân xuyên không đang muốn đi theo hình tượng búp bê hộp nhạc nhưng hiệu quả không mấy thành công. Bởi lẽ, nữ diễn viên sinh năm 1998 bị nhiều người chê bai là để lộ bờ vai u kém thon gọn, kiểu tóc kết hợp với trang phục cũng không quá phù hợp với cô. Chưa kể, đôi tất trắng lạc quẻ Triệu Lộ Tư mang cùng giày loafer khiến tổng thể trở nên kém sang vô cùng. Ngoài ra, màn trình diễn của tình tin đồn Trần Chiết Viễn tại đêm hội Douyin cũng bị chê vì giọng hát quá yếu, nhạt nhòa. Dù vậy, nhiều người cho rằng điều này cũng dễ hiểu bởi Lộ Tư chỉ là diễn viên, không thể có được màn trình diễn như ca sĩ chuyên nghiệp. Về phía Khổng Tuyết Nhi, cô vốn là một nữ idol, lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm với những đường cong đáng ngưỡng mộ, nên khi xuất hiện trên sân khấu đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn, biểu cảm xuất sắc. Bên cạnh đó, thành viên The Night cũng giữ nguyên dáng của chiếc váy, còn Triệu Lộ Tư đã chỉnh sửa chiều dài của nó để ăn gian một chút về chiều cao. Chính vì thế, cô bạn của Ngô Thư Hân hiển nhiên được đánh giá hơn hẳn mỹ nhân họ Triệu khi đụng hàng. Khổng Tuyết Nhi xinh như công chúa vậy, Triệu Lộ Tư chưa bao giờ thắng trong mấy cuộc so sánh như thế này. Váy Khổng Tuyết Nhi không sửa là thấy cái form váy đẹp hơn rồi, mà cô ấy cũng đẹp hơn trong lòng tôi. Dù là nhan sắc hay phong thái thì Khổng Tuyết Nhi cũng ăn đứt rồi. Sau cơ thể sau đây, nghe nói Khổng Tuyết Nhi đảm nhận vị trí visual của The Night, còn Triệu Lộ Tư luôn bị xếp vào hàng phổ nữ mà. Khổng Tuyết Nhi còn hơn Triệu Lộ Tư 2 tuổi mà nhìn không biết ai mới là người nhiều tuổi hơn nữa, là những bình luận netizen để lại. Không chỉ để thua thành viên The Night về mảng phối đồ mà dường như Triệu Lộ Tư cũng khá lép vế so với Điền Hy Vi khi nàng này khoe nhan sắc đỉnh cao không cần Photoshop. Cụ thể, trong một sự kiện thương mại vừa diễn ra mới đây, nữ chính Khanh Khanh Nhật Thường đã khiến dân mạng không khỏi ngỡ ngàng bởi diện mạo khác lạ của mình. Cô nàng vứt bỏ mái tóc thường ngày để giảm đi vẻ ngoài trẻ con, tô điểm thêm nét trưởng thành cho phù hợp với trang phục. Xuất hiện tại sự kiện, Điền Hy Vi diện váy 2 dây khoét sâu, khoe khéo vòng 1 và đường cong nóng bỏng. Điều đáng nói là nữ diễn viên chẳng cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng khiến người đối diện thấy rõ được vẻ đẹp cùng vóc dáng quyến rũ của mình. Sau khi loạt ảnh của Điền Hy Vi được tung ra, nhiều người đã nhận xét Triệu Lộ Tư có lẽ phải thừa nhận bản thân kém xa đối thủ. Chưa kể, chiều cao của nữ chính vụng trộm không thể giấu, còn thuộc top khiêm tốn nhất trong lứa tiểu hoa 95. Cùng xây dựng hình tượng ngây thơ đáng yêu, nhưng có thể thấy thời gian gần đây, tiểu hoa sinh năm 1997 liên tục ghi điểm nhờ nhan sắc lẫn vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư lại bị chê diện hàng hiệu như hàng chợ, rời xa Photoshop là bão tố. Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng ảnh chưa qua chỉnh sửa của mỹ nhân họ Triệu chỉ dừng lại ở mức dễ thương, ưa nhìn chứ chưa thể tạo được vẻ ngoài kinh điển khiến mọi người không thể rời mắt như nữ chính Khanh Khanh Thường Nhật. Chưa dừng lại ở đó, Điền Hy Vi thời điểm này cũng liên tục nhận nhiều lời khen ngợi về kỹ năng diễn xuất trong bộ phim Điền Canh Kỳ, lấy lại hình ảnh vốn có sau cú ngã tại Kiệu Hoa Hỷ Sự lên sóng vài tháng trước. Đáng nói, mỹ nhân họ Điền cũng được nhận định là nàng tiểu hoa có tâm cơ nghiệp rất mạnh, sẵn sàng sử dụng chiêu trò không kém Triệu Lộ Tư để có được danh tiếng. Vì vậy, đây là đối thủ mà tình tin đồn Trần Chiết Viễn phải dè chừng nếu muốn đứng vững ở vị trí top lưu lượng tiểu hoa 95.